Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, tổng quan tử vi tuổi Tuất 2023 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn. Các phương diện cuộc sống không có quá nhiều thử thách hay khó khăn, thậm chí nếu gặp phải trở ngại cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Tuất 2023. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi, cũng được người khác giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm 2023 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ, bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng sẽ không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm, nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình. Đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Và những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tuất 2023. Tử vi tuổi Tuất 2023 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên, khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy nếu bạn tiêu tiền không tiết chế, thích mua gì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc, bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. Và những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tình duyên tuổi Tuất năm 2023. Xem tử vi 2023 của 12 con giáp thấy rõ, dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Tuất tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Người độc thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan về chuyện tình cảm, bạn không ngại mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh, nên khi được giới thiệu cho các đối tượng, bạn cũng chẳng tỏ thái độ phản cảm như trước. Hãy tự tin làm chính bản thân mình, bạn có thể gây ấn tượng tốt với các đối tượng gặp gỡ. Chỉ cần đôi bên chân thành với nhau thì việc kéo gần mối quan hệ chẳng còn gì khó khăn. Còn với những ai đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một người nào đó, bạn cũng có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm với đối phương. Hãy dũng cảm và chân thành với tình cảm của mình, rồi bạn sẽ khiến người ấy rung động. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa khi nhận nhiều tin vui liên tiếp. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Hai bạn chính là cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Và những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe của người tuổi Tuất 2023.
Nhìn chung, người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2023 này. Cũng nhờ sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có quá trình, chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều. Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn và vận động phù hợp. Người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Và những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Tuất. 1. Tử vi tháng 1 âm lịch. Tháng 1 là thời điểm thích hợp để người tuổi Tuất tiến hành hợp tác với đồng nghiệp và đối tác. Đôi bên thẳng thắn, sòng phẳng với nhau thì mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ, thu về lợi nhuận như trong dự kiến. Thời điểm đầu năm, con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Người còn độc thân có thể chớp lấy cơ hội này, tìm ra người phù hợp với mình. Hãy tự tin thể hiện bản thân, bạn sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác. 2. Tử vi tháng 2 âm lịch. Bản mệnh được trao cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân trong tháng 2. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, phải làm việc ngay cả khi mọi người được nghỉ ngơi, nhưng rồi sự cố gắng ắt được đền đáp xứng đáng. Chuyện tiền bạc không có gì đáng lo khi bản mệnh kiếm được một khoản đều đều từ các hạng mục đầu tư, kinh doanh hoặc tiền hoa hồng, thưởng nóng. Tuy nhiên, dù túi tiền rủng rỉnh, con giáp này cũng chớ nên mua sắm quá đà. 3. Tử vi tháng 3 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tuất tiến triển không như ý ở thời điểm này. Có thể thành công của bạn khiến cho một số kẻ ngứa mắt và tìm cách phá hoại. Song bạn cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần tập trung cho nhiệm vụ thì bạn sẽ kịp thời phát hiện được những nguy cơ. Việc buôn bán kinh doanh nhìn chung ổn định, song bạn cần tìm hiểu nhiều hơn về xu thế thị trường để có những phương án làm ăn thích hợp. Nếu khả năng cho phép, bạn nên tính đến chuyện mở rộng thị trường. 4. Tử vi tháng 4 âm lịch. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bản mệnh hãy chậm mà chắc, vừa làm vừa thay đổi, điều chỉnh, rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó, hãy luôn dành thời gian để lắng nghe thêm lời gợi ý của mọi người. Chuyện tình cảm khá êm đềm khi vợ chồng không mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng vẫn có thể bình tĩnh trao đổi để tìm ra cách giải quyết chung. Với những cặp đôi trẻ, thậm chí hai bạn có thể đón tin vui. 5. Tử vi tháng 5 âm lịch. Được quý nhân chiếu cố, người tuổi Tuất làm điều gì cũng thuận lợi trong tháng năm này. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm có người có được. Hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn có thể gặt hái thành công và khẳng định vị thế của mình. Với người làm ăn kinh doanh, bạn ý thức được điểm mạnh của bản thân để có thể phát huy đúng lúc. Đối thủ cạnh tranh cũng không làm bạn chùn bước mà ngược lại, bạn càng cảm thấy tràn trề ý chí phấn đấu hơn. 6. Tử vi tháng 6 âm lịch. Người tuổi Tuất cần đề phòng kẻ xấu rình rập trong tháng này. Có thể những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân khiến tiểu nhân ghen ghét. Hãy cẩn trọng, đừng tin người quá dễ dàng, kẻo bị cướp công lúc nào không hay. Trong mối quan hệ, bạn chớ nên quá cố chấp với những quan điểm của mình. Đặc biệt là với các cặp vợ chồng, bạn nên dành thời gian để lắng nghe ý kiến, cảm nhận của người ấy nhiều hơn. Đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương. 7. Tử vi tháng 7 âm lịch. Người tuổi Tuất gặp được nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân trong tháng 7 này. Thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng là bước ngoặt trên chặng đường thăng quan tiến chức của mình. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi khi bạn làm quen được với những khách hàng và đối tác triển vọng. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút, song công lao được trả đáng là quá đúng. Song công lao được trả giá đúng đắn khiến bạn cảm thấy tràn trề động lực. 8. Tử vi tháng 8 âm lịch. Các mối quan hệ xã giao phát triển tốt đẹp trong thời điểm này khiến người tuổi Tuất độc thân nhanh chóng làm quen được với nhiều đối tượng triển vọng. Trong quá trình giao lưu, trò chuyện, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu pha có kế hoạch hơn nên có thể tích lũy được một khoản kha khá. Bạn có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiền tiết kiệm giúp cho đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. 9. Tử vi tháng 9 âm lịch. Một vài khó khăn sẽ xảy đến với người tuổi Tuất trong tháng 9 này, đòi hỏi bạn phải kiên trì, quyết tâm, không bỏ cuộc giữa chừng. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân.
Chuyện tình cảm có một vài trục trặc khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một số vấn đề nào đó. Bạn cần chú ý trong cách nói năng, hành xử, đừng để cảm xúc bộc phát trong lúc nóng giận, khiến mối quan hệ giữa hai người xảy ra rạn nứt và tổn thương. 10. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi này khá dư giả trong tháng 10 bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường và sẵn sàng là người đi tiên phong. Khoản tiền kiếm được có thể giúp bạn tiêu xài xả láng trong khoảng thời gian ngắn. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng sẽ nhận được các khoản thưởng nóng. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời nói của người khác. Sự khiêm tốn không bao giờ là thừa. 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Nếu có tình cảm với ai, bản mệnh nên chủ động bày tỏ với người đó, đừng chần chừ, do dự quá lâu. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy dần tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp phát triển ổn định, bạn khá vất vả vào những tháng cuối năm, đổi lại bạn dần nhìn thấy được thành quả của mình. Với người lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, tìm hướng đi mới cho tương lai. 12. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2023. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân để phát huy đúng lúc. Vì vậy mà đạt được những thành tích khiến người khác đáng ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được quyết định thăng chức và tăng lương. Những cố gắng của bạn trong suốt một năm vừa qua đã ghi nhận và đánh giá cao. Đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực khi người độc thân gặp được người phù hợp. Người có đôi có cặp thêm trân trọng nửa kia của mình. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.